này là mình đi ra ngoài chợ mình xin về thôi. Mấy cô bán đồ nấu canh chua là có rất là nhiều. Mình lấy về mình lựa ra. Mình thấy mình cũng hay mua thái thơm về ăn lắm, cho nên là cô bán thơm này quen mặt mình rồi. Hồi nãy đi ra hỏi chị ơi chị có làm gì cái vỏ thơm này không, cô nói ô lấy hết vậy đi, lấy hết vậy đi. Cô mừng quá. Lựa ra được khoảng 900 gram. Mình không cân tại cái cân, cân được có 1 ký à. Cái rổ thì cũng hơi nặng. Và các bạn cũng nhớ là không cần chính xác quá, thì mình chỉ cần ước lượng thôi. Các bạn cũng thấy là ở đây mình có cái hũ. Cái hũ của mình là cái hũ nhựa 10 lít. Bên trong hũ thì nó đã có một phần là bã của thơm mà đợt trước là mình làm cái dung dịch rửa chén này đó, mà còn lại cho nên là mình vẫn có thể dùng được. Mình dùng một ít để mình bón cho cây trồng rồi, còn lại thì mình có thể bỏ thêm cái phần nguyên liệu mới vô không có sao hết, cho nên là các bạn cứ yên tâm là mình có thể bỏ nguyên liệu mới vô bình thường ha. Thì mình đã dùng hết cái nước rửa chén đợt đầu và cảm thấy là vô cùng thích, cho nên mình làm lại lần thứ hai đó. Khi mà mình chúng ta làm thì lưu ý là nên làm cái bình nhựa, đừng có làm cái bình thủy tinh, vì là cái bình nhựa nó có thể co giãn được cái lúc mà có nhiều ga ở trong bình á, thì nó có thể nở ra chút xíu nếu mà mình chưa kịp mở ra. Số đường mình đã cân, rất là đơn giản. Giờ thì bỏ nước vô. Mình đậy kín nắp, mình có cái này thì khi nào mình thấy đầy ga mình hãy lấy ra. Ngoài ra thì mình nên ghi cái ngày này, 21 tháng 5 2020. Như vậy mình sẽ đến ngày 5, 6, 7, 8 là 21 tháng 8 năm 2020 mình lấy ra được. Đây là cái nước giặt mình đã làm, cái nước rửa chén mình đã làm trước đây rồi đó. Các bạn thấy là nó không hề có bọt gì hết á, nó chỉ có một chút xíu bọt thôi. Cảm giác nó cũng hơi nhăn nhớt mà không có gì ha. Mình chỉ đổ vô đó cho cái lần rửa chén này của mình. Thì mình rửa chén ở đây. Cái cảm giác nó sạch liền luôn á. Chứ không phải là phải chà, với mình cũng không cần phải chà nhiều, nhưng mà thói quen thì mình vẫn rửa bên trong bên ngoài. Rửa xong rồi mình rửa mình cảm thấy kêu kích kích.